Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là truyền nhân đời thứ 19 của danh y Tuệ Tĩnh, mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Tôi xin giới thiệu về dược liệu bào ngư. Trang 5 trong bài thơ Nam Dược Quốc Âm Phú của ông Thánh Thuốc Nam Tuệ Tĩnh. Đó là câu thơ: Cửu khổng danh ốc quyết minh, chữa mục hôn ắt hiệu. Có nghĩa là vỏ bào ngư có tên là thạch quyết minh, chữa mắt mờ vô cùng hiệu nghiệm. Ốc cửu khổng, hay là bào ngư, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha đều là Haliotis. Tiếng Nga là Morskie Ushki. Tiếng Trung là bào dữ, tức là bào ngư. Tiếng Nhật là Awabi. Còn tên khoa học là Haliotis diversicolor river. Còn thạch kích minh, tên thuốc lại thạch minh, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha đều là Cassia Shi. Tiếng Nga là Cassia Shi. Tiếng Trung là Shi Yue Ming, thạch kết minh đấy. Tiếng Nhật là Cassia Shi. Cái tên ốc cửu khổng là vì ở mép vỏ căn nhà, tức là ốc đấy, của bào ngư có một hàng lỗ nhỏ từ 7 đến 13 lỗ, thường là 9 lỗ, mà 9 là cửu, lỗ là khổng. Đó. Ốc cửu khổng tức là chỗ để không khí ra vào cho con bào ngư thở. Bào ngư là vì là loài vật sống dưới nước như cá, tức là ngư đấy, có vỏ là bào. Còn thạch kết minh vì là một vị thuốc giống như đá, tức là thạch đấy, lại có tính chất làm tan màng, sáng mắt, tức là quyết minh. Chân bào ngư có cơ bám chắc vào đá đáy biển, giúp cho nó có thể sống được ở các vùng nước chảy mạnh. Nguồn gốc là ở phía Bắc Nhật Bản, Đông Bắc Trung Quốc, Biển Đông, Vịnh Bắc Kinh, bờ biển phía Tây của Bắc Mỹ, Nam Phi, Úc. Việc đánh bắt bào ngư để bán ấy, bị cấm ở các bang Washington và Oregon của Hoa Kỳ. Phân bố ở Việt Nam, Vịnh Hạ Long, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô, Khánh Hòa, Vịnh Vân Phong.
quần đảo Trung Sa, Trường Sa, quần đảo Trường Sa, Côn Đảo, đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu, các đảo thuộc vùng biển Cam Ranh. Thịt bào ngư là một nguyên liệu làm các món đặc sản, đặc hải sản quý hiếm, có giá trị dinh dưỡng rất cao, phù hợp cho mọi lứa tuổi, là một trong tứ đại hải sản ở Trung Quốc. Bào ngư được sử dụng nhiều trong ẩm thực vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, như tăng cường canxi cho cơ thể, có khả năng bổ âm, tăng khí, tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp sáng mắt, trị ho, khó tiêu, giúp hạ hỏa, giải nhiệt, trị nhức đầu, chóng mặt, đỏ mắt, kinh nguyệt không đều, huyết trắng, táo bón, viêm đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu. Một số phương pháp chế biến là hấp cách thủy, nấu cháo, làm gỏi sống, xào tỏi, hầm với bồ câu, nấu lẩu. Cháo bào ngư là một món ăn không mất nhiều thời gian để chế biến, nhưng rất ngon miệng và bổ dưỡng. Nguyên liệu: bào ngư làm sạch 300g, tôm sú 300g, gạo thơm 1/4 lon, hành tím phi 30g, tỏi băm 1 muỗng, hành lá 3 tép, gừng 20g, 1 ít tía tô, gia vị muối, tiêu, đường, hạt nêm, nước mắm, ớt. Cách làm: bào ngư tươi rửa sạch, cho vào nồi hầm cho đến khi mềm. Nấu 1/4 lon gạo thành cháo hơi đặc. Tôm lột vỏ làm sạch, ướp 1 muỗng hạt nêm, 0,5 muỗng tiêu, phi thơm, tỏi. Cho tôm vào xào vừa ăn. Cho nước hầm bào ngư vào nấu chung với cháo vừa sánh. Nêm 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm cho vừa ăn. Vỏ bào ngư có giá trị thương mại, được dùng để làm đồ trang sức và đồ trang trí, được rửa sạch và phơi khô, dùng làm thuốc. Vị mặn tính bình, vào 2 kinh can và phế. Thành phần hóa học: các muối vô cơ, chủ yếu là canxi carbonate. Công năng: bình can tiềm dương, thanh can minh mục. Dùng cho các trường hợp can dương vượng, can phong nội động. Công dụng: trị chứng mất ngủ, đau đầu chóng mặt, đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp tính, giảm thị lực do viêm thị thần kinh, chữa đau dạ dày, cầm máu. Cách dùng: liều lượng gồm dạng thuốc bột từ 3 đến 6 gram mỗi ngày, dạng thuốc sắc từ 15 đến 30 gram mỗi ngày. Bào chế: cạo sạch hết vỏ ngoài, rửa sạch phơi khô. Không được đốt tồn tính vì nóng quá sẽ thành vôi, mất tác dụng. Phải làm như sau: rửa sạch bằng nước giấm loãng 5%, trộn, sóc đều, rửa lại,
xếp ba bốn con lại làm một, lấy đất đắp lại, nung cho đỏ phần đất ngoài, vỏ còn màu xanh xám nhạt là được. Tán bột mịn sắc uống, hoặc có người lại cho vào nồi đất phủ cám ướt để điều hòa nhiệt. Nhưng cũng có người không phủ cám, chỉ chét kỹ bên ngoài phủ chấu, một lượt than, một lượt chấu, đợi cho đến khi nào còn màu nâu nhạt là được. Nhúng qua giấm loãng lúc vỏ còn đang nóng để dễ tán. Bài thuốc: thạch kết minh 16g, sinh địa 16g, mẫu lệ 16g, bạch thược 12g, nữ trinh tử 12g, ngưu tất 12g, cúc hoa 8g, sắc uống. Một, trị chứng can dương thịnh, hoa mắt chóng mặt. Thạch kết minh 20g, đương quy 12g, bạch thược 12g, kỳ tử 12g, cúc hoa 10g, thiên ma 8g, câu đằng 8g, hạ khô thảo 16g, sắc uống. 2. Trị mộng mắt hoặc thông manh. Thạch kết minh 16g, câu kỳ tử 12g, mộc tặc thảo 12g, tang diệp 12g, cốc tinh thảo 12g, bạch cúc hoa 8g, thương chuột 8g, kinh giới 8g, toàn phúc hoa 8g, thuyền thoái 2g, cam thảo 3g, sắc uống. 3. Trị mắt đỏ. Thạch kết minh 20g, cúc hoa vàng 12g, cam thảo 4g, sắc uống. 4. Đau mắt da nắng bị chói. Thạch kết minh, cúc hoa, cam thảo, mỗi vị 4g, sắc với 200g nước, để nguội, uống hàng ngày. Kiêng kỵ, tỳ vị hư hàn và không có thực nhiệt thì cấm dùng. Bụi tạo ra do mài và cắt vỏ bào ngư rất nguy hiểm. Các biện pháp bảo vệ thích hợp phải được thực hiện để bảo vệ mọi người không hít phải các hạt này. Ngày nay, không chỉ nước ta và các nước có nền y học cổ truyền ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương biết sử dụng cây cỏ làm thuốc, mà ở nhiều nước phát triển trên thế giới đang ngày càng có xu hướng quay lại với thảo dược để tận dụng các hoạt chất gần gũi với thiên nhiên, ít độc hại cho con người. Trong khi chúng ta đang sẵn có truyền thống và dồi dào nguồn dược liệu do thiên nhiên ban tặng, lẽ nào lại coi nhẹ ư? Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.